Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nói nhiều, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất cả sự ủng hộ trong thời gian vừa qua. Và hy vọng thời gian sắp tới sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn nữa cho Minh Thạnh Vlog. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ chi tiết GBX Bob 110/2021. Mẫu xe dưới 30 triệu đồng làm ai cũng say mê. GBX Bob 110/2021 hiện đang là một cái tên hết sức nổi bật và thu hút được rất nhiều sự chú ý của người tiêu dùng dù chỉ mới vừa ra mắt. GBX Bob 110/2021 gây ấn tượng mạnh mẽ với toàn thể người dùng bởi kiểu dáng tân cổ giao duyên đầy phá cách kèm theo khối động cơ 110cc đã được cải tiến toàn diện. GBX Bob 110/2021 là một mẫu xe sở hữu kiểu dáng phai cổ, pha lẫn giữa những đường nét thiết kế góc cạnh hiện đại. Chủ đề của mẫu xe này có thể làm bạn dễ dàng liên tưởng tới dòng xe số hạng sang Super Cup C125 của nhà Honda. Nhưng GBX Bob 110/2021 lại có chút gì đó trẻ trung và thể thao hơn, phù hợp với thanh thiếu niên chứ chưa được thanh lịch và sang trọng như Super Cup C125. Người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được sự trẻ trung ấy qua những phiên bản màu cực kỳ cá tính của GBX Bob 110/2021 và cặp đôi đèn lái LED, đèn hậu LED có hình thù đặc sắc và không kém phần dứt khoát. Tổng thể GBX Bob 110/2021 có sự góp mặt của những chi tiết tem nổi 3D mạ chrome bóng bẩy kèm theo một vòng tròn trắng cam mang tính trừu tượng. Chúng đóng vai trò những điểm nhấn vô cùng quan trọng giúp cho tổng thể GBX Bob 110/2021 đỡ đơn điệu và tăng cường sức hút của mẫu xe này đối với người xem. Yên ngồi của GBX Bob 110/2021 cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe này vì kiểu dáng vuốt nhọn theo phong cách tương tự với phần yên ngồi trên siêu phẩm Vespa 946. GBX Bob 110/2021 thông báo mọi thông tin liên quan đến quá trình vận hành thông qua một chiếc đồng hồ cơ analog. Đặc biệt, phần viên đồng hồ còn được mạ chrome sáng bóng, đồng điệu với những chi tiết khác trên xe và trông vô cùng cao cấp. Dàn chân GBX Bob 110/2021 được nhà sản xuất ưu ái trang bị một cặp mâm đa chấu màu trắng trên tất cả phiên bản, vừa cứng cáp mà còn cực kỳ phù hợp với tổng thể sặc sỡ. Bánh trước sử dụng hệ thống thắng đĩa, còn bánh sau thì là thắng đùm, tương tự như những mẫu xe số phổ thông khác. GBX Bob 110/2021 đem tới cảm giác nhún nảy êm ái cho người dùng bằng cặp phuộc lò xo đôi phía sau, kết cấu đi liền với vỏ phuộc như dòng xe Dream 1, Dream 2 và Super Dream. Và cặp phuộc này cũng có thể linh hoạt tùy chỉnh giữa hai chế độ là đi một người và đi hai người. GBX Bob 110/2021 tiên tiến hơn thế hệ trước ở chỗ đã sở hữu công nghệ phun xăng nhiên liệu FE, tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu và tăng độ ổn định của động cơ. Động cơ GBX Bob 110/2021 vẫn giữ nguyên dung tích 109cm khối làm mát bằng không khí. GBX Bob 110/2021 hiện đang được phân phối chính hãng tại Thái Lan với mức giá 39.500 baht, tương đương khoảng 27 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Một mức giá vô cùng hấp dẫn, cho nên hiện tại GBX Bob 110/2021 đang được người tiêu dùng nội địa Thái Lan săn đón nồng nhiệt. Và sau đây mời các bạn xem thêm hình ảnh về chiếc GBX Bob 110/2021. We'll be right back.
Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh chi tiết về chiếc GBX Bob 110/2021, mẫu xe dưới 30 triệu đồng ở Thái Lan. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thạnh xin một like, một đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.